kỳ二 bài xa xứ liều thiên ngày hai trăm ba mươi sáu có bạn nhìn kìa cái mà có cửa máu nâu đều là với nghĩa đều là phòng thử đồ đấy ở đây dùng từ nín để biểu đạt đặc biệt tôn trọng hiểu nín khan, hiểu dung sửa mấn đỡ đâu sử. hiểu nín can 有棕色门的都是有，您看有棕色门的都是有，您看有棕色门的都是。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Hóa ra Yến lái Đã là bạn bè Chỉ là là Rất thơm Khẩn trang Xem tình hình đi chính

Mình hiểu rõ. Wo mình Hôm khác gặp. Cải thiên Thần mỏi chân. Chân lầy chéo. Rất thích hợp đấy. Mán khớ sự Không rõ lắm. 不怀亲主。lần đầu tiên đến không quen đường。第一次来不识路。đi thang máy lên trên。坐电梯上去。đặc biệt thích 特别喜欢。雷达。放哪儿？楼下。其他东西。bỏ thời gian nhìn một cái. trâu k một chiếc chỉ quần áo. ý kiện nhìn dáng vẻ khái dễ chịu thoải mái sưu cái áo này,这件上衣, chị một chút càng đẹp mắt hơn 短一点儿更好看。lên người，上身。phòng thử đồ，试衣间。cửa màu nâu，棕色门。